Bác nhá, hôm nay cửa hàng Hoa Trang lên clip giới thiệu các bác lô máy cơ xích Nhật bãi. Lô này bên sẽ lô chị N các bác, nó sẽ gồm có 9 cây cơ xích Nhật bãi nhá. Đấy, hàng thì cực kỳ ngon, cực kỳ VIP luôn. Sẽ gồm có Sidoa, một cặp Sidoa lớn này, Echo V3009 này, Hupana này, Komatsu này, tay dài tay cụt thì Tanaka, Estin, Makita các bác nhá. Rồi, thì đầu tiên bác là xem clip thì vui lòng cho cửa hàng một nút like, đăng ký kênh một chuông thông báo. Sản phẩm của bác cơ xích bên em 3 món theo kèm giữa tiết tô vít. Bên em bán hàng thì có ship hàng toàn quốc nhé. Và tất cả là sản phẩm em sẽ bảo hành là nòng điện này, là bơm nhớt này, là 9 tháng cho bác luôn nhé. Xin phép giới thiệu chi tiết luôn cái lô máy ngày hôm nay. Lô chữ N nhé. Đầu tiên này, đầu tiên con N1 này. N1 là con máy đến từ thương hiệu của Makita. Con Makita nhé, con này thì cho các bác hạ cây tầm trung, cắt bán chuyên nghiệp, cực kỳ là ngon và giá cực kỳ là mềm. Con này là Makita MDE335 nhé. Hầu như hôm nào lên con nào các bạn chốt rất nhanh, vì dòng này xài ngon mà nó là giá còn rẻ nhé. Con này là 35cc, nòng 38 ly, trọng lượng máy 5kg, lam xích theo máy này, mặt cắt là 35-40, xích là xài xích chung 91, lam còn rất đẹp nhé, trọng tí sơn thôi, lam xích còn đẹp các bác nhé. Đó, hàng bãi mà. Em sẽ để zin nguyên bản cho các bác nhé. Con này sẽ có sở hữu bơm xăng phụ này, những dòng có bơm xăng phụ này các bác lưu ý giúp em khi các bác vận hành đổ xăng pha nhớt vào. Các bác sẽ làm thao tác cho em nhé, là ấn tầm 4 đến 5 phát cho này căng lên. Đấy. Còn máy thì toàn bộ động cơ xăng, động cơ máy cưa thì đều sử dụng động cơ xăng pha nhớt hai thì rồi, các bác đều biết rồi. Đó, 1 lít xăng pha 30cc nhớt là ok thôi. Xăng pha nhớt hai thì nhá. Đó. Rồi, con N1 1,5 triệu, bao phí ship cho anh em nhá. Một con máy ngon bổ rẻ, con này cắt đi hạ cây nhá. Cắt phân đoạn này, cắt cành, cắt nhánh, cắt hạ cây đứng ở vanh tầm 100 nhá, là cực kỳ ngon. Keo quế xoan xiếc nhá, là bạch đàn cái kiểu này, là thoải mái luôn nhá, bằng cái đùi này. Là cực kỳ ngon luôn. Test nổ N1 này. Rất êm. Bao phí ship. Tiếp theo con N2 thì em sẽ có con máy để đến, cũng là đến từ thương hiệu của Makita, nhưng con này là máy công suất lớn hơn con N1 nhá. Con N1 là 35cc thì con N2 sẽ là 40cc. Các bác cần một con máy nó mạnh hơn, mạnh hơn nhá, thì các bác tham khảo con này. Con này là giá 1,7 triệu bao phí ship nhá. Thì mọi thông số kỹ thuật giống giống con N1 đấy, nhưng con này công suất sẽ được nâng lên là 40cc, nòng 40 ly, lam xích theo máy. Con này là mặt cắt 35-40, xích chung 91. Đó, con này giá 1,7 triệu bao phí ship nhé. Đời này thì có sẽ có thắng xích cho anh em hệ khai thác tầm trung, tua rất lớn luôn, cắt tải cực kỳ là ngon nha các bạn nhá, mà giá lại mềm, giá chỉ 1,7 triệu thôi, bao phí ship. Đồ đạc thì phải nói là bao la bát ngát cho anh em nhé. Test nổ này rất hay luôn ạ. N2 1,7 triệu bao phí ship. Rồi tiếp theo có con N3 này. N3 thì em sẽ có con máy là Estin tay dài, một con tay dài công suất lớn nhá. Con này là Estin 010, con này được trang bị công suất là 40cc, 40cc nòng 40 ly nhá. Con này thì cắt cực kỳ là sướng luôn này. Con này các bác nào mình để ở trang trại, ở vườn nhà. Đấy, một con thiết kế mini, thứ hai thương hiệu Estin. Nhưng các bác nào khi nào cần, các bác mang đi cắt nhá, cắt chuyên nghiệp, cắt chuyên nghiệp luôn cho em nhá, cắt mướn, cắt kiếm tiền, con này cũng tuyệt vời luôn các bác nhá. Trọng lượng máy 5kg. Lam xích theo máy, mặt cắt là 40, làm 45 nhá, xích là xài xích chung 91. Đấy, con này thì cắt cực kỳ khỏe luôn, các bác nào mà cắt cả ngày luôn cho em nhá, là thoải mái luôn nhá. Con này cắt mướn, cắt kiếm tiền thoải mái luôn được nhá. Máy móc này rất đẹp luôn. Đấy, làm xích này, làm dài nhá. Con này thì giá của nó nhá là 1,9 triệu này. N3 1,9 triệu bao phí ship cho anh em nhá. Rồi, em test nổ con Estin này. Máy móc thì thắng xích
chưa còn hết cho bác nhé. Dòng này thì chạy siêu trâu bò rồi, chạy như chiếc xe quân cơ lớn, một con thiết kế mini nhưng công suất cực kỳ mạnh nhá, thì có tham khảo cái này. Giá 1.9 con N3 bao phí ship. Thì cắt vanh tầm 100-120 là thoải mái cho anh em nhé. Một con giá mềm mà phải nói là siêu khỏe luôn. Con N3 1.9 bao phí ship. Rồi tiếp theo con N4 này. Con N4 ngày hôm nay là một con máy đến từ thương hiệu của Tanaka nhé. Con này là 3359 này. Con này là đời trợ lực lớn này, đời trợ lực lớn nhá. Đây, con này hôm rồi có con về thì rất nhiều bác hỏi luôn. Con này thì phải nói là siêu nét luôn cho các bác. Nhưng con tay dài, máy cơm cành cưa nhánh cho các bác có tuổi rồi nhá, có tuổi rồi, đặc biệt thì cánh các bác là phụ nữ này thì rất chuộng dòng này luôn, có trợ lực lớn. Đó, trợ lực lớn này thì giúp tối đa hóa cái khả năng vận hành của các bác luôn, giật nó nhẹ và nhẹ nổ nhá. Lam xích theo máy này, mặt cắt là 35-40, xích là xài chung 91, trọng lượng máy là 4,5 kg, máy móc phải nói là cực kỳ đẹp luôn, phải nói là hàng thiếu thùng nhá, đẹp 95%. Lam xích này mới như chưa xài luôn. Con này thì 33cc, 37 ly, 33cc đồng 37 ly nhá. Con này thì giá của nó 2 triệu này, con N4 2 triệu, bao phí ship cho anh em, test nổ N4 cho anh em nhá. Con này thì cho các bác cắt gia đình, cắt leo trèo tỉa cành, cắt xung quanh vườn nhà. Giật trợ lực nên là giật kìa nhẹ nhàng. Triệu N4 bao phí ship cho anh em. Tiếp theo con N5 ngày hôm nay là một con máy đến từ thương hiệu của Komatsu. Con này G3500 nhá. Con này G3500, hệ này là hệ của anh em miền Tây. Con này cắt cực kỳ là êm nhá. Đấy, cắt tải nhanh, hạ tải nhanh, cắt hạ cây đứng, cắt tầm trung nhá, vanh tầm 120 phải nói là tuyệt vời luôn. Cái con này là đời cao, sẽ được trang bị một cái xả áp, gọi là xả áp tự động nhá. Các bác giật thì nó tự đóng vào và nó sẽ tự nhả ra, cực kỳ là thông minh luôn, giúp máy nó sẽ bền bỉ hơn rất là nhiều. Giảm giật là chống rung lò xo. Con này thì có trợ lực luôn nhá, có trợ lực lớn luôn các bác này, giật cực kỳ nhẹ luôn. 35cc 40 ly, làm xích theo máy, mặt cắt là 35-40, xích trung 91, trọng lượng máy 5 kg. Thì cái dòng G này là thuộc cái dòng nồi đồng cối đá rồi, chạy thì êm thì thầm mùa xuân luôn, cắt trong những khu đông dân cư và giảm thiểu tối đa tiếng ồn, thì các bác tham khảo con này. Con này các bác cắt keo quế bữa, cắt tầm trung nhá, phải nói là tuyệt vời luôn. Và đặc biệt thì chạy quá êm rồi, dòng Genoa Komatsu thì nó thương hiệu của nó là hàng đầu của thế giới rồi về cái động cơ xăng, nông ngư cơ nhá. Con này giá 2.5 triệu, bao phí ship con N5 của con G3500 nhá. Máy rất đẹp luôn, làm xích mặt cắt là 35-40, xích trung 91, con N5 test nổ N5 cho anh em này, rất êm luôn. N5 bao phí ship cho anh em nhé. Rồi tiếp theo đến những con tiếp theo này, N6 ngày hôm nay. N6 ngày hôm nay thì là một con máy đến từ thương hiệu của Husqvarna, hàng Thụy Điển nhé. Đây, hàng hóa thì hôm nay cũng đã chuẩn bị xong rồi nhé. Đấy, chiều thì em sẽ gửi thôi. Con này thì Husqvarna 136. Các bác nào mà có thích máy
Thụy Điển thì các bác tham khảo con này nhé. Con này là máy phải nói là cực kỳ ngon. Thụy Điển là tầm trung, máy nhỏ. Con này thì trọng lượng máy là 5,5 kg. Máy trang bị xuất là 36C đồng 40 ly đó. Anh em đã xài qua Thụy Điển rồi thì biết nhé. Cần con máy tầm trung, cắt vanh tầm 120-130 mà cắt tối ngày luôn, mà cái chất lượng phải nói cực kỳ VIP thì có tham khảo con này. Con này thì đi theo máy là cái lam mặt cắt 35-40 xích trung 91 cho bác nhá. Máy cực kỳ đẹp luôn. Đây các bác này. Đó. Con này mà các bác hạ cây đứng cắt tầm trung nhá, cực kỳ ngon luôn. Con này thì giá của nó 2.600.000, hàng Thụy Điển anh em biết rồi. Chất lượng phải nói là đảm bảo luôn cho anh em nhá, cực kỳ ngon. Vận hành tối ngày luôn. Đó. Con này giá 2.600.000. Bao phí ship nhé. Con N6 Hupana 136 này. Vào này thì cắt siêu phê luôn. Mà có 353, 365 rồi muốn mua con máy mà nhẹ nhàng này. Đấy, đi cắt bổ trợ nhá. Mà phải nói chất lượng của Thụy Điển cực kỳ chất thì có tham khảo này. 2.600.000 bao phí ship cho anh em. Con N6. Rồi, con N7. Con N7 ngày hôm nay là một con máy Echo V3900 nhá. Echo V3900 dòng siêu hệ đây. Đời này là 40cc, dòng 40 ly. Đấy. Đời này quá đẳng cấp luôn. Con này thì trọng lượng máy của nó là đi 5,5 kg, lam xích theo máy mặt cắt là đi 40, làm 45 xích là xả xích lỡ xích chân 325. Thì đây là một cái hệ máy mà anh em đi cắt tầm trung ở trong miền Tây cực kỳ là chuộng nhá, cắt xoan xiếc các kiểu này. Xoan xiếc các kiểu hay là keo các kiểu hay là bạch đàn nhá, mà cần một con máy mà đời hệ mà đặc biệt thì thích cái dòng Echo. Đây là một cái dòng Echo mà được chuộng nhất trong cái phiên bản đời V rồi, cực kỳ ngon luôn, xích là xả xích lỡ xích chân 325 luôn. Con này giá của nó 2.800.000 nhá. Con N7 của con V3900 giá 2.800.000 bao phí ship. Ép nổ con N7 cho anh em. V3900 nhá, hơi càng ép đây. Nghe tiếng lăng kỳ rất êm luôn. N8 ngày hôm nay là một con máy đến từ thương hiệu của Sidoa, thương hiệu cưa số 1 Nhật Bản rồi. Con này là Sidoa lớn nhá, cho các bác đi xẻ này, đi cắt, đi khai thác chuyên nghiệp nhá. Con này thì máy lớn luôn này. Con này là 1145 phiên bản Sidoa Short đời 4 số. Đời này đời trợ lực lớn các bác nhá. Con này thì nó mất tem mạc rồi. Đấy các bác là cầu kỳ về thì các bác dán tem vào. Đấy, còn máy móc thì zin nguyên bản về Nhật, bãi để sao em để vậy các bác nhá. Con này sẽ được trang bị xuất là 45cc. Lòng 43 ly, lam xích theo máy này, lam con này khá dài luôn, mặt cắt là 45, lam 50, xích là xả xích lỡ xích chân 325 nhá. Đấy. Con này thì cho các bác xẻ đi cắt chuyên nghiệp nhá. Trọng lượng máy con này là hơn 6 kg luôn. Đấy, con này thì máy lớn rồi, con này máy lớn rồi, các bác đi cắt mướn, cắt kiếm tiền, cắt keo quế mỡ nhá, bồ đề xoan xiếc nhá, mà phải cắt chuyên nghiệp, phải đi xẻ chuyên nghiệp thì các bác chọn con này. Dòng này thì tua đương nhiên rồi, Sidoa nó rất là trâu chó, rất là bền, rất lợi xăng và tua rất lớn luôn nhá. Đấy. Con này thì giá của nó là 2.900.000 này, 1145. Test nổ con N8 cho các bác nhá. Đời này thì chạy siêu ngon luôn. Giờ cho lực lớn này. Rất là nhẹ nhàng, rất êm luôn. Ok, con N8 2.900.000 bao phí ship. Tiếp theo cuối cùng con N9 này, con N9 này cũng là con Sidoa đời máy hệ nhá. Hệ này là hệ anh em miền Tây nhìn phát biết luôn.
Đó là dòng máy siêu bền cho anh em luôn, 405. Để các bác gặp 350, 305 con này 405 luôn, máy lớn nhá. 40cc nòng 40 ly, con này đi xẻ này, đi cắt mướn cắt kiếm tiền chuyên nghiệp cho anh em luôn. Con này làm cực kỳ là dài luôn, làm bản bự nhá. Mặt cắt con này là đi 50, làm 55, xích là xài xích lỡ, xích chân 325. Xuất sắc luôn này. Quá đẹp luôn. Đây, trọng lượng máy con này rơi tầm 6,5 kg nhá. Cực kỳ là ngon nhá. Con này thì dành chuyên dụng cho anh em thích cái hệ mà phải nói là siêu bền, nồi đồng cối đá, cắt mướn cắt kiếm tiền luôn, cắt tối ngày luôn. Con này giá 3,2 triệu này, con N9 này, con siêu 405. Máy lớn nhá, cực kỳ ngon luôn. Con này làm ăn tiền luôn nhá. Cái lam này thì dùng cực kỳ bền rồi, và đặc biệt thì máy này thì rất là bền luôn, cực kỳ là bền bỉ luôn cho anh em nhá. Rồi, test nổ con N9 cho anh em luôn này. Cuối cùng ngày hôm nay. Bao phí ship con N9 nhá. Rồi ok, anh em nào quan tâm sản phẩm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cửa hàng 0976 123 30. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người.